Đa dạng các hoạt động được tổ chức nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Hát ru và hát kiều của Quảng Bình được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đà Nẵng lọt top 11 điểm phải đến tốt nhất châu Á. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí văn hóa du lịch. Vừa rồi là một số nội dung đáng lưu ý sẽ có trong chương trình tuần này. Xin cảm ơn quý vị và mời quý vị cùng điểm qua. Thưa quý vị, di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Nhân ngày di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện này đã được tổ chức tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội với chủ đề Dòng chảy di sản. Các hoạt động hưởng ứng ngày di sản văn hóa Việt Nam được tổ chức với mong muốn bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới. Đồng thời qua đó, nâng cao trách nhiệm của nhà nước và nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Các hoạt động này không chỉ có sự tham gia của các nghệ nhân, thợ thủ công mà còn có sự hỗ trợ từ các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà thiết kế nhằm chung tay bảo tồn và quảng bá các giá trị di sản, phục vụ cộng đồng và gắn kết đẩy mạnh phát huy truyền thống sáng tạo của người Thăng Long Hà Nội đã được đúc kết từ hơn ngàn năm lịch sử. Nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp thực hiện đợt trưng bày Châu bản Triều Nguyễn, ký ức một triều đại, triển lãm khai mạc tại Hà Nội. Trưng bày Châu bản Triều Nguyễn, ký ức một triều đại, giới thiệu đến công chúng hàng trăm tài liệu đặc sắc được lựa chọn từ khối Châu bản Triều Nguyễn, di sản tư liệu thế giới và nhiều hiện vật tiêu biểu. Trong đó, nhiều văn bản quan trọng lần đầu tiên được công bố như bản đồ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, các bút tích của các vua Triều Nguyễn. Một trong những điểm đáng chú ý của trưng bày là không gian thiết kế ấn tượng kết hợp công nghệ trình chiếu, nghệ thuật sắp đặt để tôn lên giá trị của Châu bản Triều Nguyễn. Thưa quý vị và các bạn, Huế được biết đến là thành phố du lịch đặc trưng, thành phố festival của Việt Nam, cũng là nơi lưu giữ nhiều di sản cộng đồng đã được công nhận. Chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phối hợp với các đơn vị làm văn hóa tại Hà Nội quảng bá những đặc sản cố đô, từ di sản thế giới Châu bản Triều Nguyễn, nhã nhạc cung đình Huế đến các trò chơi dân gian trong cung đình xưa. Lần đầu tiên tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, du khách được tham gia các trò chơi cung đình Huế như trò xăm hường, trò bài vũ, trò đầu hồ, trò thả thơ và viết tặng thư pháp. Đây là các trò chơi đã được Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phục dựng và đưa vào hoạt động giáo dục di sản những năm qua. Hồi tụ về một điểm để nhấn rộng lên, để phối hợp nhấn rộng lên những di sản văn hóa truyền thống đến cho tầng lớp, mọi tầng lớp, mà đặc biệt là tầng lớp thủ đô, ở thủ đô, và đặc biệt là lớp trẻ, nhằm cho các em bạn yêu thích tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, từ đó lan rộng giá trị về văn hóa trong đời sống cũng như của các em. Đặc biệt, nhã nhạc cung đình Huế được quảng bá đậm nét trong chương trình nghệ thuật di sản hội tụ diễn ra vào không gian ban đêm, sự hội tụ chung tay của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Giáo dục Văn miếu Quốc tử Giám tiếp tục khẳng định những nét tương đồng trong việc phát huy giá trị di sản, khẳng định mục tiêu khai thác không gian di sản về đêm thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Các cái đơn vị bảo tồn di sản của chúng tôi đang hợp sức với nhau để làm cho di sản của văn hóa Việt Nam cùng tỏa sáng. Những cái sự kiện trong những cái chuỗi hoạt động như thế này trong ngày di sản thì Trung tâm Bảo tồn Di tích đã tổ chức đến 5 sự kiện, và trong đó là có các sự kiện ở trong nước cũng như là các sự kiện mang tầm quốc tế. Với những hoạt động ý nghĩa nhằm đưa di sản thế giới đến gần hơn với công chúng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 tổ chức trưng bày Châu bản Triều Nguyễn, ký ức một triều đại. Chương trình cũng tạo cơ hội giao lưu quảng bá văn hóa giữa các đơn vị bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa chào mừng 18 năm Ngày Di sản Việt Nam, tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố Cổ Hà Nội,
Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội đã tổ chức triển lãm giao lưu giới thiệu các tác phẩm gốm nghệ thuật tiêu biểu đại diện hai vùng gốm của Việt Nam. Triển lãm gốm thủ công truyền thống giới thiệu các tác phẩm gốm nghệ thuật Bè Chạch, Bát Tràng do gốm mỹ nghệ Trường Thịnh, tỉnh Phú Yên. Du khách được tìm hiểu về kỹ thuật thủ công cơ bản là Bè Chạch của nghệ thuật gốm Bát Tràng, dùng để tạo hình các sản phẩm có kích thước lớn. Với kỹ thuật này, người nghệ nhân phải dê khối đất sét thành những dải nhỏ, sau đó xếp chồng những dải đất này lên nhau theo vòng tròn. Mặc dù kỹ thuật này đã dần bị mai một, nhưng vẫn còn những nghệ nhân trẻ gìn giữ và phát huy kỹ thuật Bè Chạch để tạo ra dòng gốm thủ công mang bản sắc Việt. Triển lãm cùng các sản phẩm gốm Bè Chạch Bát Tràng là các sản phẩm đến từ làng gốm Trường Thịnh ở xã Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên. Nguyên liệu làm gốm Trường Thịnh là đất sét lấy từ các thửa ruộng tại địa phương. Phương thức chế tạo gốm chủ yếu là dùng bàn xoay để định hình sản phẩm, dùng dòng tre để chỉnh độ dày mỏng ở thân gốm. Sau khi phơi khô thì đưa vào lò nung. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 18 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị, hiến tặng hiện vật cho bảo tàng là nghĩa cử đẹp, thể hiện sự chung tay của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa, nghệ thuật của quê hương đất nước. Nhân ngày di sản văn hóa Việt Nam năm nay, công chúng tại Đà Nẵng có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều hiện vật quý được các họa sĩ, nhà nghiên cứu, sưu tầm và nghệ nhân hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng thời gian gần đây. Trưng bày giới thiệu 65 hiện vật có giá trị đặc sắc với nhiều loại hình nghệ thuật như tranh kính dân gian miền Nam tiêu biểu, tranh sơn mài và sản phẩm sơn mài dân gian tiêu biểu, truyện tranh vẽ tay và tranh của họa sĩ Vĩnh Khoa, Bỉ, tác phẩm thuyền đò trên bến sông Hàn của họa sĩ Hồ Mộng Nhã Quyển, Việt Kiều Mỹ, các tác phẩm đồ họa tiêu biểu của Hội đồ họa Boston, Mỹ và một số tác phẩm trong bộ sưu tập tranh họa sĩ Lê Bá Đảng, Pháp hiến tặng. Đây là một phần trong tổng số gần 480 tác phẩm hiện vật có giá trị và chất lượng nghệ thuật cao mà Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận trong năm nay, nâng tổng số hiện vật của bảo tàng lên 2.533. Qua đó, lan tỏa phong trào hiến tặng hiện vật cho các bảo tàng, kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức vào sự nghiệp bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa nghệ thuật của quê hương đất nước. Trưng bày diễn ra đến hết ngày 5 tháng 12 tới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công nhận hai loại hình nghệ thuật hát tru ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch và hát kiều ở các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn của tỉnh Quảng Bình là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hát kiều là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo gắn bó với đời sống tinh thần của người dân vùng Tả Ngàn sông Danh. Dù trải qua nhiều thăng trầm và biến thiên của lịch sử, những làn điệu kiều vẫn có sức sống mãnh liệt trong cộng đồng người dân ở các địa phương. Trong những năm chiến tranh, phong trào hát kiều bị lắng xuống, nhưng không vì thế mà mai một. Những làn điệu hát kiều vẫn âm thầm bền bỉ, để rồi khi có cơ hội lại được khôi phục, phát triển, trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân các địa phương. Cùng với hát kiều, hát ru Cảnh Dương cũng là loại hình văn nghệ dân gian độc đáo. Đây là làn điệu hát ru trữ tình mang âm hưởng đặc biệt do đàn ông tự hát ru khi đi biển nhằm chống chọi với sóng gió, tạo động lực lao động đã có từ hàng trăm năm qua với nhiều làn điệu bản địa mộc mạc. Thưa quý vị, bên bờ di sản Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, lần đầu tiên diễn ra lễ hội Hokkaido được tổ chức tại Việt Nam. Lễ hội với chủ đề Quảng Ninh Hokkaido hội nhập văn hóa vào bản sắc, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia. Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và triển khai thỏa thuận giao lưu hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh Việt Nam và tỉnh Hokkaido Nhật Bản về tổ chức lễ hội Hokkaido tại Hạ Long. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra chuỗi các sự kiện như hội đàm ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido, hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh, Nhật Bản. Đây là sự kiện quan trọng thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido, tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Tại công viên 30 tháng 4, thành phố Sóc Trăng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức xác lập kỷ lục Việt Nam. Bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST và khai mạc liên quan ẩm thực đường phố Hương vị Sóc Trăng lần thứ 5. Bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST với chủ đề Cây lúa Sóc Trăng xưa và nay có kích thước cao 4m ngang 7m và độ dày 10mm. Bức tranh cho 10 nghệ nhân chế tác thủ công trong thời gian 30 ngày.
lắp ghép từ 14 bức nhỏ được phủ sơn chống thấm, chống nhiệt và độ bền lên đến 50 năm. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thông qua việc xác lập kỷ lục sẽ quảng bá hình ảnh cây lúa hạt gạo Sóc Trăng, xây dựng thương hiệu du lịch, tạo tiền đề để ngành du lịch Sóc Trăng từng bước phát triển, trở thành kinh tế quan trọng và mũi nhọn trong thời gian tới. Cũng trong dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc liên quan ẩm thực đường phố Hương vị Sóc Trăng lần thứ 5 2023. Liên quan diễn ra đến hết ngày 27 tháng 11 2023 với 34 gian hàng ẩm thực tham gia của các doanh nghiệp và nghệ nhân ẩm thực trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định về việc phê duyệt đề án tổ chức năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Đây là sự kiện văn hóa kinh tế xã hội tiêu biểu có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Việc tổ chức năm du lịch quốc gia nhằm góp phần nâng cao nhận thức các cấp các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, giới thiệu, quảng bá các nét đẹp về giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. Phấn đấu năm 2024, tỉnh Điện Biên đón 1,3 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2.200 tỷ đồng, góp phần phát triển đột phá về du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị, tạp chí du lịch Photo Travel của Mỹ vừa công bố danh sách những điểm đến nên hạn chế du lịch năm 2024, trong đó có vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, đồng thời khuyến nghị du khách về việc bảo tồn điểm đến. Tạp chí Photo Travel đưa tin, ở các chuyến du ngoạn trên vịnh Hạ Long, du khách thường xuyên nhìn thấy rác thải nổi trên mặt nước cùng với những vệt dầu loang từ thuyền du lịch. Nhiều khách quốc tế đánh giá trên nền tảng trực tuyến rằng mặt nước của vịnh Hạ Long đang trở nên ô nhiễm nặng nề bởi rác xốp và vệt dầu nhờn trôi theo từng đợt. Vì vậy, một giải pháp cho Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đề ra là cần phải giảm số lượng du khách dựa trên đánh giá khách quan về khả năng chuyên chở của tàu du lịch. Mặc dù việc hạn chế khách du lịch sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của người dân làm dịch vụ xung quanh, tuy nhiên, chuyên gia môi trường nhận định một cách để đảm bảo lợi ích kinh tế là thực hiện thuế du lịch và đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động dọn dẹp. Ngoài ra, cần đảm bảo các tàu du lịch cần tuân thủ các quy định về môi trường. Trong khi đó, tạp chí du lịch danh tiếng hàng đầu thế giới Condé Nast Traveler vừa công bố loạt danh sách những điểm phải đến trên khắp thế giới vào năm 2024. Trong đó, Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 11 nơi phải đến tốt nhất châu Á. Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách này. Bên cạnh những điểm đến nổi tiếng như Chinatown tại Bangkok, Thái Lan, thung lũng Kathmandu, Nepal, con đường tơ lụa ở Uzbekistan. Để lọt vào danh sách này, Đà Nẵng đã vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe của đội ngũ biên tập của tạp chí, đặc biệt trong đó là dấu ấn của điểm đến vào năm 2024. Trong 9 tháng của năm nay, Đà Nẵng đã đón hơn 1,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt mục tiêu đề ra hồi đầu năm. Thưa quý vị, vịnh Vĩnh Hy là danh thắng cấp quốc gia của tỉnh Ninh Thuận, là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Cũng vì thế mà tại đây xảy ra nhiều vấn đề bất cập trong công tác quản lý trật tự xây dựng và tình hình kinh doanh các loại hình du lịch. Để đảm bảo cho du lịch phát triển bền vững, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận lập lại trật tự ở khu vực này. Công tác kiểm tra tình hình cấp giấy phép xây dựng, dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú tại vịnh Vĩnh Hy cho thấy có nhiều trường hợp sử dụng đất sai mục đích, có nhiều vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, homestay chưa đủ điều kiện hoạt động. Đặc biệt, có yếu tố người nước ngoài hoạt động và sinh sống, nhưng địa phương chưa quản lý chặt chẽ, chưa báo cáo kịp thời. Chúng tôi thể hiện quyết tâm là phải rà soát toàn diện lại các cái hoạt động ở đây mà trước nay còn những tồn tại, còn những cái vướng mắc mà chúng ta chưa kịp thời chấn chỉnh để chúng ta sắp xếp tổ chức lại, cố gắng cái tinh thần là mọi cái hoạt động trên vịnh Vĩnh Hy là phải thật sự đi vào nề nếp và tuân thủ các cái quy định pháp luật, và tỉnh cũng sẽ triển khai chỉ đạo các ngành và các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cho doanh nghiệp khai thác về nuôi trồng thủy sản, về các loại dịch vụ, về du lịch. Tinh thần là phải đảm bảo được an toàn, an ninh trật tự và đảm bảo bảo vệ được môi trường. Và hơn hết đó là chúng ta bảo vệ được toàn bộ cái vịnh Vĩnh Hy một cách bền vững.
Trước mắt, để chấn chỉnh lại tình hình, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải giao các phòng chức năng phối hợp với chính quyền xã Vĩnh Hải khẩn trương lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm, tiến hành cưỡng chế khắc phục hậu quả, đồng thời kiểm tra hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, bổ sung các thủ tục liên quan để đảm bảo các điều kiện hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Vừa rồi là chương trình tạp chí văn hóa du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.